Xin chào các em đến với video cùng em sáng tạo. Video này thầy sẽ hướng dẫn các em cách tạo rối que bằng cách xé dán giấy màu. Để tạo được các nhân vật rối que như thế này thì các em cần có giấy màu, keo dán, kéo, màu dạ và bút chì. Bây giờ các em sẽ quan sát thầy, thầy sẽ hướng dẫn các em cách tạo rối que bằng cách xé dán như thế nào. Xin mời các em cùng theo dõi. Các em tưởng tượng nhân vật các em định xé dán, sau đó các em sử dụng bút chì, các em vẽ phác lên khổ giấy. Sau khi các em vẽ phát xong thì các em có thể phân tích về hình dáng của dáng người để các em sẽ lựa chọn màu giấy để các em xé. Ví dụ ở đây thì các em xé đầu hình tròn của bạn gái này, đầu các em sẽ xé hình tròn. Đấy. Thân thì các em sẽ vẽ xé dán hình chữ nhật. Váy thì các em xé dán hình thang. Sau khi vẽ và định hình được các mảng to như đầu, thân, váy, em hãy chọn màu giấy để xé dán cho các mảng chính này. Ví dụ ở đây thầy sẽ sử dụng màu hồng để xé dán cho khuôn mặt là màu da. Để thuận tiện thì các em có thể xé lấy một cái hình vuông như thế này. Từ hình vuông, sau đó các em sẽ xé thành hình tròn để tạo khuôn mặt cho bạn gái. Đấy. Như vậy là các em được khuôn mặt cho bạn gái như thế này. Sau đó các em có thể sử dụng màu nâu hoặc màu đen để các em xé tóc. Ở đây thì lựa chọn màu đen để thầy xé tóc. Các em có thể ướm lên như thế này để làm sao cái khoảng tóc của chúng ta nó sẽ rộng hơn khuôn mặt một chút. Đấy. Như thế này, bây giờ thầy sẽ tưởng tượng thầy sẽ xé mái tóc ở xung quanh của cái khuôn mặt của bạn gái. Đấy. Ở đây mái tóc của bạn gái sẽ tém, sẽ che đi một phần của khuôn mặt, sau đó thầy cũng sẽ xé để cho che đi một phần của khuôn mặt. Đấy, như vậy là sẽ được mái tóc của bạn gái như thế này. Đấy. Các em có thể xé rời ra cũng được để các em dán cũng không sao. Sau khi xé được tóc, được khuôn mặt rồi thì các em sẽ xé đến phần thân. Thân là đây, thầy sử dụng màu tím để thầy xé cho các phần áo của bạn gái. Xong áo thầy sẽ xé đến cái váy. Váy thầy sử dụng màu đỏ. Thầy sử dụng màu đỏ thầy xé một hình thang để tạo váy. Như vậy là cái váy. Xong váy thầy sẽ dán phần tay.
mình lựa chọn màu hồng. Các em lưu ý không nên cắt hẳn tờ giấy to, mà các bạn có thể tận dụng những cái mảnh giấy vụn này để các bạn làm phần tay. Đây, thấy phần đặt phần bắt tay. Đặt phần bắt tay. Bây giờ thầy sẽ đi. Đây, các em nhìn đây. Phần đầu, phần thân, phần bắt tay, phần váy. Đấy. Bây giờ thầy sẽ dán cánh tay cho bạn gái. Đấy. Như vậy thầy được cả bàn tay. Bàn tay và cánh tay. Tiếp tục thầy sẽ dán cánh tay bên kia. Thầy cũng sẽ tạo ra cái bắt tay bên kia. Cánh tay này. Đây là cánh tay trái của bạn này. Đây, cánh tay trái thầy sẽ dán sau của cái lớp áo. Tiếp tục thầy sẽ dán phần tay của này và bàn tay. Đấy. Như vậy là thầy đã xong phần tay. Bây giờ đi đến cái phần hai cái chân này. Phần chân thì thầy sẽ dán phần bắt chân, còn bên chân dưới thì có thể cho bạn ấy đi cái tất. Tiếp phần chân bên này. Sử dụng màu vàng, thầy sử dụng màu vàng để thầy làm cho cái tất. Tất trước, tất sau. Sau cho bạn này. Và thầy sử dụng màu đỏ thầy làm dép hoặc là giày. Như vậy là các em sẽ được một cái dáng người. Sau đó bây giờ các em sẽ dán. Bây giờ thầy sẽ sử dụng keo để thầy dán. Các em sẽ dán khuôn mặt trước, các em quay mặt đằng sau, các em dán keo vòng quanh của cái tờ giấy này, vòng quanh của khuôn mặt phía sau của tờ giấy. Như vậy các em sẽ lật ngược lại và các em dán khuôn mặt xong thì các em tương tự các em sẽ dán tóc. Tóc mé trước này các em cho ra mái trước, các em cho ra sau của khuôn mặt, nó sẽ đẹp hơn. Rồi các em sẽ dán thân ở cái khoảng giữa mặt này với thân, các em sẽ dán ở một phần để làm cổ. Tiếp tục sử dụng màu hồng cũng được, các em sẽ dán là phần cổ cho bạn ấy. Tiếp tục các em sẽ quay ngược lại, các em sẽ đi kéo vào số áo để các em sẽ dán phần áo. Xong phần áo dán đến phần cánh bắt tay.
sau phần bắt tay sẽ đến phần cánh tay. Trái bên sau. Cái tay trái phía đằng sau này nó ở bên kia nên các em sẽ cho đằng sau áo. Xong các em sẽ dán váy cho bạn. Váy các em cũng cho xuống dưới phía dưới của áo. Tiếp tục chân, các em dán chân sau trước. Chân thì em cho sau váy. Dán chân trước. Tất. Như vậy là các em đã được dáng người cơ bản. Sau khi được dáng người cơ bản rồi thì các em sẽ dán lên mắt. Các em sử dụng màu đen hoặc màu nâu hoặc màu xanh cũng được, tùy mỗi bạn. Các bạn sẽ dán lên mắt hình tròn như thế này. Các bạn sẽ dán đi. Xong mắt các em sẽ dán đến miệng. Đấy, các em sẽ miệng này. Các em sử dụng keo, các em tiếp tục các em. Đấy, đang cười. Các em có thể sử dụng bút dạ, các em vẽ thêm lông mày xinh. Các em có thể sử dụng bút trắng để các em chấm thêm cho mắt cho long lanh. Như vậy là cơ bản đã hoàn thiện. Các em có thể sử dụng thêm các cái giấy hoặc sử dụng bút dạ để các em vẽ trang trí. Ví dụ ở đây thầy có thể sử dụng bút dạ để trang trí cho chiếc váy, cho những cái làn sóng của chiếc váy. Hoặc chúng ta có thể sử dụng màu để chúng ta trang trí thêm cho
chiếc áo của bạn gái này. Ví dụ ở đây thầy có thể trang trí thêm những bông hoa. Hoặc là những chấm. Ở đây thầy trang trí những chấm cho áo. Sử dụng màu vàng để trang trí chấm. Nó bé quá này này, nó bé quá nên thầy dán mãi không được. Như vậy là các bạn đã được một bạn gái. Sau khi xong thì các bạn có thể sử dụng kéo, các bạn cắt rời bạn nhỏ ra. Bạn không cần cắt sát, các em không cần cắt sát. Anh nhìn đẹp không? Bây giờ các em có thể sử dụng nhân vật này để làm một bức tranh sơ dán hoặc để các em tạo một con rối. Ví dụ ở đây thầy có thể sử dụng bạn nhỏ này để tạo thành một con rối. Thầy sẽ sử dụng một tờ giấy để thầy cuộn và dán đằng sau. Thầy sẽ sử dụng keo để dán. Sử dụng tiếp keo để dán lên. Và dính vào. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em xe dán được một bạn nhỏ rất là dễ thương phải không? Thầy hy vọng với cách hướng dẫn này các em dễ hiểu và sáng tạo được nhiều nhân vật cùng bạn nhỏ để tham gia học tập, vui chơi,
giúp việc nhà hoặc làm những việc có ích cho xã hội. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video cùng em sáng tạo tiếp theo. Xin chào. Hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh và xem những clip mới nhất nhé.